Hạ viện Mỹ, Sam McBride bắt buộc phải đến phiên điều trần. Tòa án Trung Quốc thân thiện hơn với NFT. Coca-Cola sẽ phát hành bộ sưu tập NFT World Cup. Dogecoin bật tăng khi dò dỉ ngành Twittercoin. Tổng quan thị trường sáng ngày 6 tháng 12 năm 2022 giảm đồng loạt. Xin kính chào quý vị. Vào ngày 13 tháng 12 tới, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ sẽ có phiên điều trần về sự sụp đổ của FTX, mong muốn làm rõ hơn về nguyên nhân cũng như những nghi ngờ về gian lận lừa đảo. Tuy nhiên, thì Sam Bankman-Fried đã lên tiếng trên Twitter để từ chối khéo việc xuất hiện tại Hạ viện Mỹ. Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ có vẻ không hài lòng với lời từ chối của cựu CEO FTX. Cụ thể, Sam Bankman-Fried đã viết rằng, gửi nghị sĩ Waters và Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, một khi tôi đã nắm được mọi thông tin về những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đứng trước ủy ban và giải trình. Tôi không chắc có thể làm được như vậy vào ngày 13 tháng 12 tới, nhưng khi đã thấu hiểu mọi sự rồi, tôi sẽ ra điều trần. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ có vẻ không hài lòng với câu trả lời của ông Sam Bankman-Fried. Trong bài đăng Twitter vào sáng ngày 6 tháng 12, bà Maxine Waters, chủ tịch ủy ban, tuyên bố rằng vị cựu CEO có đủ thông tin cần thiết để ra đối chất dựa trên những cuộc phỏng vấn trên truyền thông trong thời gian qua. Vị nghị sĩ cũng đã chỉ ra rằng sự sụp đổ của FTX đã gây ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người dùng của sàn. Vì vậy, chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính nói, Sam Bankman-Fried bắt buộc phải đến phiên điều trần vào ngày 13 tháng 12, thậm chí còn phải tham dự các phiên điều trần khác sau đó nếu hạ viện cảm thấy cần thiết. Ông Sam Bankman-Fried đến nay vẫn chưa phản hồi những phát ngôn mới nhất từ nghị sĩ Waters. Nhiều người cho rằng hạ viện Mỹ có thể gửi chat triệu tập để lập văn bản pháp lý yêu cầu cựu CEO FTX xuất hiện thay vì liên lạc với nhau qua Twitter, một điều vốn dĩ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp. Tòa án Hàng Châu Trung Quốc vừa có tuyên bố thân thiện với NFT, rằng NFT nên được xem là tài sản ảo và được chính phủ Trung Quốc bảo vệ. Ngày 29 tháng 11, Tòa án Internet Hàng Châu đã có bài đăng thể hiện quan điểm tích cực về NFT. Đây là tòa án chuyên xử lý các vụ việc liên quan trực tiếp đến mạng Internet. Theo đó, tòa nhận định NFT là tài sản ảo duy nhất thuộc danh mục tài sản ảo Virtual Asset. Bài viết tuyên bố, NFT có các đặc điểm của quyền sở hữu như giá trị, tính khan hiếm, khả năng kiểm soát và khả năng giao dịch. Do đó, tòa cho rằng NFT là tài sản ảo và cần được luật pháp Trung Quốc bảo vệ. Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức cần xác nhận thuộc tính pháp lý của bộ sưu tập NFT trong một vụ kiện. Họ chỉ ra luật pháp Trung Quốc hiện chưa có quy định rõ ràng cho NFT. Ở vụ việc trên, người dùng của một nền tảng công nghệ đã kiện công ty từ chối giao dịch mua NFT của người này trong đợt giảm giá giới hạn. Nguyên nhân được nền tảng đưa ra là người dùng cung cấp họ tên và số điện thoại không khớp với thông tin thật. Tòa án cho biết, NFT thể hiện ý tưởng nghệ thuật của người sáng tạo và bao hàm quyền sở hữu trí tuệ. NFT là tài sản kỹ thuật số duy nhất được hình thành trên blockchain theo cơ chế tin cậy và đồng thuận giữa các nốt, tòa lập luận. Vì vậy, tòa tin rằng NFT thuộc danh mục tài sản ảo và giao dịch trong vụ kiện có thể coi như một phần của thương mại điện tử do liên quan đến bán hàng hóa kỹ thuật số thông qua mạng Internet. Tóm lại, việc mua bán NFT nên được kiểm soát bởi luật thương mại điện tử. Thương hiệu đồ uống nổi tiếng Coca-Cola đang phát hành một bộ sưu tập FIFA World Cup NFT dựa trên bản đồ nhiệt của các trận đấu bóng đá đã kết thúc. Theo đó, bộ sưu tập NFT sẽ được triển khai và lưu trữ trên nền tảng NFT của sàn giao dịch Crypto.com, vốn được GMUNK tạo ra. Người này là nghệ sĩ chuyên phát triển tài sản kỹ thuật số. Trước đây, ông từng làm việc cùng với những cái tên nổi tiếng như Nile, Dordas và nhạc sĩ Grimes. Khoảng 10.000 NFT sẽ được đúc thông qua việc theo dõi những chuyển động của các cầu thủ trong trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá thế giới. Các vật phẩm này đều có sẵn dành cho người hâm mộ đăng ký tài khoản trên nền tảng NFT của sàn Crypto.com. Động thái mới nhất của Coca-Cola cho thấy sự quan tâm của gã khổng lồ này đối với lĩnh vực NFT. Đồng thời, công ty này đang hướng tới mục tiêu đưa cơn sốt World Cup vào thế giới Web3. Ngoài Coca-Cola, hãng bia Budweiser cũng tung ra bộ sưu tập NFT có hiển thị bảng điểm trực tiếp cho giải đấu. Vào ngày hôm qua, blogger nổi tiếng Jane Machen-Wang đã chia sẻ hình ảnh một đồng xu với biểu tượng chú chim được cho là đồng tiền riêng của Twitter. Sau khi cộng đồng lan truyền hình ảnh này, giá của DOGE, Dogecoin đã lập tức tăng 7,83%. Khoảng 15h30 phút ngày 5 tháng 12, blogger nổi tiếng Jane Machen-Wang chia sẻ hình ảnh một đồng xu với biểu tượng chú chim Twitter bên trên. Trong bài đăng, Wang viết icon twittercoin.svg kèm theo đường liên kết dẫn đến tính năng Twitter tip. Dù vậy, hiện khi truy cập vào liên kết, Twitter sẽ hiển thị thông báo nội dung không tồn tại. Bài đăng của Wang nhanh chóng làm cộng đồng tiền mã hóa và đẩy giá DOGE tăng mạnh. Trong vòng 15 phút,
giá DOGE tăng hơn 5% lên mức 0,10995 đô la Mỹ và tiếp tục vươn lên mức cao nhất là 0,1192 đô la Mỹ. Đến khoảng 16 giờ, DOGE bắt đầu giảm và hiện đang được giao dịch với giá 0,10705 đô la Mỹ. Thời điểm hình ảnh được đăng tải, Twitter chưa có thông tin chính thức về Twitter Tip và Twitter Coin. Bên cạnh đó, nữ blogger nổi tiếng đề cập đến DOGE. Dù vậy, người dùng vẫn tích cực liên hệ DOGE với mạng xã hội của tỷ phú Elon Musk. Ngoài ra, tên tuổi của Jen Mahjong-Wong cũng là yếu tố khiến cho cộng đồng crypto dậy sóng. Wong là blogger công nghệ nổi tiếng khi nắm giữ nhiều tin tức lớn về các mạng xã hội như Twitter, Instagram và Facebook trước cả khi chúng được công bố. Tháng 10 vừa qua, Wong tuyên bố Twitter hiện đang nghiên cứu phát triển ví tiền mã hóa của riêng mình. Giá DOGE lúc này tăng vọt 40%. Cuối bản tin sẽ là những cập nhật về thị trường crypto trong 24 giờ qua. Giá của Bitcoin giảm nhẹ gần 1% và đang giao dịch ở dưới mức 17.000 đô la Mỹ, kéo theo các tiền mã hóa vốn hóa nhỏ hơn cũng sụt giảm, khiến cho thị trường ngập tràn trong sắc đỏ. Giá BTC hôm nay giảm xuống mức 16.960 đô la Mỹ, giảm 0,94%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 889 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,7%. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua ở mức 49 tỷ đô la Mỹ. Tổng quan đồng coin tăng trưởng mạnh nhất trong 24 giờ qua theo Binance. MNR tăng 51%, AXS tăng 25,8%, AGLD tăng 21,6%, OAX tăng 16,2%, TTXC tăng 12,2%. Chỉ số tham lam sợ hãi giảm xuống mức 25. Giá Bitcoin hôm nay giảm nhẹ, kéo theo sự giảm giá của đa số đồng tiền trên thị trường. Nhiều nhà phân tích tiền mã hóa chuyên nghiệp cho rằng Bitcoin có thể sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Nhưng theo dõi diễn biến thị trường những ngày gần đây, có thể thấy Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung đang xa lầy trước hàng loạt tin xấu. Kể từ khi FTX gặp khủng hoảng, các nhà đầu tư ngày càng ít ưu tiên lưu trữ tài sản trên các sàn giao dịch. Trong số những nhà đầu tư sở hữu từ 1 Bitcoin trở lên, đa phần chuộng rút tiền về kho lưu trữ cá nhân và hợp nhất ví. Nhà phân tích tiền mã hóa Philip Swift cho rằng việc giảm giá hiện tại sẽ kết thúc vào đầu năm 2023. Trong khi đó, nhà phân tích tiền mã hóa nổi tiếng Jim Messina nhận định giá Bitcoin có thể sẽ một lần nữa đạt mức 60.000 đô la Mỹ. Ông Messina tin rằng hệ thống tài chính sẽ được định hình lại với sự trợ giúp của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số. Chuyên gia Michael Saylor đến từ MicroStrategy nhận định giá Bitcoin có thể chạm mức 70.000 đô la Mỹ trong 4 năm tới. Thậm chí chuyên gia này từng dự báo giá Bitcoin có thể tăng vọt lên mức 500.000 đô la Mỹ trong thập kỷ tới nếu nó khớp với vốn hóa thị trường của vàng. Những thông tin về thị trường vừa rồi cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để có thể cập nhật những thông tin nổi bật nhất về blockchain cũng như crypto, quý vị hãy đừng quên theo dõi crypto.com cũng như các nền tảng khác của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.